không? Nhiều khi các bạn đi vô, các bạn ở khách sạn có một sao rồi, thì nhiều khi thái độ dịch vụ người ta hơi sắc một chút xíu, người ta chặt chém cái chút đỉnh là các bạn đi review nguyên cái Nha Trang người ta, vậy đâu có được bạn, đúng không? Không được. Vì cũng quên Pattaya lắm. Hồi kỳ review Pattaya đam nó vài câu nó cho một đống sao luôn em. Mấy bạn thái chạy không được. Pattaya mấy bạn xấu, tụi nó xấu thôi chứ giờ Pattaya mà đồ so với Nha Trang, xin lỗi, sorry, no do. No do không có cửa, Nha Trang đẹp hơn nhiều. À, xin chào các bạn đến với chương trình Duy Nguyễn Vlog. Hôm nay Duy chuẩn bị tập nha các bạn. Đáng lẽ là bây giờ đi tập rồi, không có quay đâu. Tối có hẹn đó. Nhưng mà tại vì ngày mai á, media nó hết việc nó làm mấy em. Mà biết không, trả lương mấy thằng này nó không có rẻ đâu nha. Trả lương mấy thằng này là kể như 7 số, căng lắm. Do đó phải cố gắng quay video. Biết gì không? Tụi fan tụi fan mấy em. Hỏi gì ơi, dạo này đâu lụm đang đầu Zumba đã vậy? Cái nói đã thì mày ói tiền vô BBT đi, đúng không? Anh mày chỗ quen biết lấy một cái 500.000 tháng bao Zumba, bao yoga, bao súp, rồi bao toilet, bao máy lạnh, bao bãi gửi xe, bao về cô giáo luôn à. Biết sao Zumba thường thường nữ tập đúng không bạn? Bây giờ nam nó tập 60%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái chút mới ghê nè, hết lớp Zumba tới lớp yoga. Yoga con trai tập cái đống. Con đĩa cô giáo. Đó là tình hình phòng gym. Và bây giờ trong chưa chuẩn bị tập cardio nha. Tại sao ngày tập 2 buổi? Trưa mới tập tạ rồi. Tập tạ xong lấy stream đam trẩu quá trời. Bây giờ phải cardio. Đơn giản là giờ nhậu nhiều quá, phải tập thể dục để cho nó fit người lại. Và khi mà cardio mà buổi trưa, buổi sáng gì đó bạn uống Aulip rồi đó, thì khi tập bạn không uống lần hai nha bạn. Uống lần hai nó giật cho thấy bà luôn đó. Nên trong tập lúc này bạn chỉ nhẹ nhàng amino thôi, amino hoàn chỉnh. Rồi tiếp tục, hôm trước như là một cái video review một cái chặng đường về Nha Trang, hôm nay sẽ review về thành phố Nha Trang. Nhưng mà nói trước, cái quan điểm của chúng ta là chúng ta review thì đương nhiên nó có mặt tốt và nó có mặt hạn chế, đúng không? Trên tinh thần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phú cường, du lịch Việt Nam ăn Thái Lan. Wow. Đó, vì tốn nhiều tiền nhiều của thật sự làm cho Việt Nam cố gắng ăn được Thái Lan. Đó, tại vì đối với Dư đi nhiều á, Dư cảm thấy Việt Nam rất là đẹp. Nhưng mà chỉ có cái cách mà chúng ta làm du lịch nó chưa được hay thôi. Nên chia sẻ cho các bạn thứ nhất vẻ đẹp của quê hương, thứ nhất những cái thành tựu mà những địa phương đạt được, để chúng ta có cái sự niềm tự hào, cái niềm kiêu hãnh. Tất nhiên những chỗ đi qua có những chỗ được và không được, chúng ta còn phải nhìn nhận cái hạn chế để chúng ta tiếp tục chúng ta phát triển. Chứ không phải tự nhiên Nha Trang rồi tối ngày đú với Đà Nẵng, xong rồi Đà Nẵng đú rồi Sài Gòn, Sài Gòn rồi xong đú Hà Nội, rồi đú Từ Lưa, Hợp Dưa. Các bạn cứ tư duy địa phương các bạn là nhất, không được. Bảy chỗ tre đó, cái tư duy Việt Nam là nhất, không được, đúng không? Mình yêu nước Việt Nam, mình yêu địa phương mình, nhưng mà cái quan trọng nhất mình phải có kiến thức và có tầm nhìn để biết Việt Nam đang nằm ở đâu, Việt Nam cần gì để là hổ là rồng. Wow. Tất nhiên địa phương thì mỗi địa phương nó sẽ có một cái ưu điểm riêng đó, nhưng mà cái địa phương đó nó phát triển hay nó không phát triển là do dân của địa phương đó. Vậy thì hôm nay chúng ta đi về đến với thành phố Nha Trang du lịch. Giờ mình nói cái đi, mình nói cái đây mới hay trước đi ha. Bây giờ nói về Nha Trang á, thì thật sự Duy đi là lần thứ hai rồi. Duy đi cách đây 10 năm. Nhưng mà bây giờ quay lại thì thấy Nha Trang nó đẹp hơn rất nhiều. Mà các bạn Nha Trang từ đó các bạn rất là tự tin nha. Mấy đồng chí Nha Trang nè, Nha Trang của em là số 1, ok được.
Vậy thì thành phố Nha Trang là một thành phố nó nhỏ. Có thể là các bạn Nha Trang, bạn ở đó bạn cảm thấy nó bự thì nó bự thôi chứ. Tại vì Duy ở Sài Gòn và Duy đi qua nhiều thành phố rồi, thì thành phố Nha Trang nó nhỏ. Nó nhỏ như bao thành phố khác. Tại vì Nha Trang nó chỉ là một thành phố gọi là trực thuộc tỉnh Khánh Hòa nha. Nhưng mà nó là một thành phố du lịch, nó là điểm son về du lịch. Thì cái cách tổ chức du lịch của Nha Trang nó tương đối nó tốt hơn so với những cái chỗ khác. Tất nhiên không so nha, mấy bạn Đà Nẵng bình tĩnh. Mấy bạn Đà Nẵng hết sức bình tĩnh chỗ này nha, sắp tới sẽ tới Đà Nẵng. Ở đây là chỉ là Nha Trang thôi. Duy thích Nha Trang cái gì? Thứ nhất, bãi biển. Bãi biển nằm trên đường Trần Phú, nhìn cũng ghê ghê chứ phải giỡn đâu nha. Đó, bãi đẹp sạch. Thành phố du lịch mà biển sạch là cái ok. Các bạn nào có biển dơ đừng có quỵ biển. Duy ghét nhất cái tật các bạn người quỵ biển, đúng không? Biển dơ thì bây giờ chúng ta phải làm cho sạch nếu mà chúng ta muốn phát triển du lịch biển. Đằng này các bạn biển dơ, các bạn ngoại quỵ biển tại biển ABC. Ủa Duy Nguyễn là du khách mà, đúng không? Duy Nguyễn là phải nhà chức trách đâu, các bạn đi quỵ biển ABC. Chúc mừng Nha Trang có một bãi biển đẹp, đúng không? Nha Trang chứa một cái lượng khách du lịch khủng khiếp, cái lượng khách du lịch mà full phòng, ghê chưa? Khách sạn 5 sao mà nó còn full phòng nữa chứ. Vậy thì mấy cái 3 sao, 4 sao, 2 sao là chắc chắc ngon hết rồi. Ở Nha Trang có một cái hệ thống khách sạn rất lớn mà. Rất lớn. Mình nói chữ rất lớn là đóng vào kép trong phạm vi Việt Nam thôi nha. Đó. Khách sạn 5 sao cũng rất nhiều. 4 sao, 3 sao. Duy thì Duy ở khách sạn 5 sao. Tật như vậy đó. Tại vì mình đi ở khách sạn 5 sao, mình mới trải nghiệm được dịch vụ cao cấp nhất. Mà cái dịch vụ nó cao cấp nhất á, thì nó phản ánh được rằng cái chỗ này nó du lịch nó đẳng cấp hay không. Đúng không? Nhiều khi các bạn đi vô, các bạn ở khách sạn có 1 sao rồi, thì nhiều khi thái độ dịch vụ người ta hơi sắc một chút xíu, người ta chặt chém cái chút đỉnh là các bạn đi review nguyên cái Nha Trang người ta vậy đâu có được bạn. Đúng không? Không được. À, nên Duy ở Nha Trang 3 đêm, nhưng mà hôm nay Duy chỉ review là thành phố Nha Trang thôi. Đảo để riêng, Winterland để riêng. Nha Trang có một bờ biển đẹp, một bãi cát đẹp, sóng thì nó cũng hơi mạnh mạnh, nó không vừa, không hiền lắm nhưng mà không, cũng được. Người tắm biển rất đông. Du khách đa phần là du khách Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga. Khách Trung Quốc đông kinh mà. Đúng không? Điều này chúc mừng Nha Trang nữa, chỗ nào Trung Quốc đông là gì chúc mừng à. Đúng không? Ủa tại sao Trung Quốc nó không tới miền Tây ta? Đúng không? Các bạn cứ nói ừ, cái này liên quan chính trị chút xíu, bạn là Nha Trang bán cho Tàu. Xin lỗi bạn, nói hơi chính trị chút, đúng không? Nhưng mà xin lỗi các bạn nha, Duy Nguyễn nói một câu này, chỗ nào mà Trung Quốc nó du lịch đông là chỗ đó đẳng cấp. Chứ Trung Quốc đâu có khùng đâu bạn, đúng không? Việt Nam chiếm chỗ nào chả được. Nếu như theo lời các bạn nói đó, đằng này á, du khách Trung Quốc đi theo tour để đến Nha Trang, xài tiền cho người Nha Trang, điều này Nha Trang mừng cũng chết. Đó, khách Việt Nam mình cũng đông, tại vì Duy đi vào ngày lễ rất đông. Nhưng mà cái ngày lễ như vậy đó mà khách lượng nó nườm nượp, nó đông kinh khủng vậy đó mà Nha Trang không dơ. Thành phố du lịch phải là như vậy các bạn. Chứ mà dơ bét nhè thôi thua, đúng không? Bạn dơ là không được. Tất nhiên mình không có xôi, không lẽ mà dơ có một miếng rác là dơ, đúng không? Vì vừa phải thôi, du khách thả chứ bộ ai thả, chứ Nha Trang đâu có thả đâu. Đó. Nên xét về du lịch biển, Nha Trang thành công. Chắc chắn đợt vừa rồi hốt cũng đậm nè. Không chia cho mình câu nào. Ê, xong video này nhớ chia nha. Xong video này nhớ chia nha các bạn. Đó là nói về biển đúng không? Đương nhiên du lịch biển phải bãi biển. Và cái cách bố trí du lịch biển của Nha Trang nó hay. À, Duy á, Duy cũng quê Pattaya lắm. Hồi kỳ review Pattaya đam nó vài câu nó cho một đống sao luôn em. Công nhận. Mấy bạn Thái chạy không được. Pattaya mấy bạn xấu của tụi nó xấu thôi chứ giờ. Trời ơi tự nhiên á. Pattaya bạn hiểu không? Pattaya mà đồ so với Nha Trang. Xin lỗi, sorry, no do. No do không có cửa. Nha Trang đẹp hơn nhiều. Nha Trang đẹp hơn cả về biển, đẹp hơn cả về đảo, đẹp hơn cả về sang, đẹp hơn cả về hạ tầng. Dẫn chịu à. Nhưng mà thua vụ kia nha. Cái vụ bên Thái Lan rồi, nó vụ xét công khai thì đó không bàn rồi. Nha Trang thì bí mật đi. Đường Trần Phú nằm ngay bãi biển. Đầu tiên là bạn thuê khách sạn 5 sao, bạn ở trên cái lầu cao cao kia đây nè. Cái tầm nhìn bạn nó view xuống một cái vùng biển rộng lớn của Nha Trang, đúng không? Bạn bước xuống thang máy, bạn đi ra khỏi cái sảnh, băng qua đường một cái một, đi dạo trên công viên, dạo trên công viên, rồi sau đó đi ra biển dạo tiếp, làm người đó kỳ chạy các bạn chuẩn vậy thôi chứ. Thí dụ như các bạn không có tiền đi resort, đó là cái chọn lựa ok. Duy đang nói về du lịch giống như thường thường các bạn hay đi biển đó,
đó, du lịch biển là du lịch công cộng, bạn ở khách sạn xong ra bãi biển công cộng và xin dịch vụ công cộng. Còn nếu bạn muốn ăn á thì trên đường Đình Phú cả đống, ăn thoải mái, đồ ăn thì bình thường thôi, vẫn chạy qua đồ ăn y như Sài Gòn thôi, thậm chí nó có những cái điểm nó chưa bằng nữa, nên Nha Trang nó không mạnh về đồ ăn bình thường nha. Ở Nha Trang thì hệ thống khách sạn ok, với nó rất nhiều lần rồi, có rất nhiều thương hiệu khách sạn nổi tiếng. Duy ở khách sạn cũng rất nổi tiếng nhưng mà Duy không review khách sạn nha. Tại vì mình review khách sạn nhiều khi nó kỳ, nói chung là mình chỉ thẳng cái tên ra thì nó không có hay, bạn hiểu không? Nhiều khi gặp đâu đâu nó như vụ Azoma cái nó tội người ta đó. Đường Nha Trang thì nhiều á, đường nó có khu thành phố nhỏ xíu, còn tưởng tượng đi cái bờ biển nằm vậy nè, thành phố nằm kế bên biển hết vậy thôi, còn mấy cái đảo điếc gì chỗ khác nha. Nó đường xá phía trong thì cũng bình thường, thành phố thì cũng tương đối là nó sạch sẽ, thì nó cũng không đến nổi gì, nó cũng ok. Nó đi gì cũng ăn uống này, giật giá nó cũng ngang Sài Gòn, dịch vụ thì cũng bình thường, nó cũng không có gì gọi là chặt chém cả đó. Duy thấy không chặt chém, tại giá nó đâu cao mấy đâu, trái dừa 35 ngàn, chặt không? Du lịch trái dừa 35 ngàn phải rồi bà ơi. Trời ơi, mấy ba tối ngày cứ nói quê tao uống trái dừa 5 ngàn, tư duy đó thiệt chán ghê. Đi du lịch mà cứ sợ tốn mấy đồng bạc cắt. Wow, đúng không? Mình đi là phải thoải mái, tiền bạc là no problem, nhưng mà cái quan trọng dịch vụ nó đổi lại cho mình phê là được. Nên cái giá phòng nói về giá tiền, tại Duy đi ngày lễ, ngày lễ thì Duy ở phòng 5 triệu mà, sạn phòng 5 triệu thôi đó. Nhưng mà ngày thường Duy nghĩ chắc nó 3 triệu á, cái đó chặt chém mà có mà, thiệt tình phải vậy thôi chứ sao. Nhiều khi á, bạn đi ngày lễ nó chém gấp đôi khách sạn Việt Nam bình thường. Nhưng mà bây giờ ở Nha Trang, cái thành phố du lịch Nha Trang đó, mình so với Pattaya chơi ha. Pattaya nè, đường dơ, đường nhỏ, đường dây điện cá nùi. Nha Trang dây điện cũng cá nùi mà cá nùi nhỏ hơn à, không hiểu không, cái này tôi cũng chả hiểu nữa. Tại sao mà thành phố Nha Trang thì nó có những vấn đề, nó thật sự nó mà quy hoạch tổng thể của Nha Trang thì cũng có những điều nó chưa được, Duy cảm thấy nó chưa được ổn lắm đó. Duy lấy ví dụ nha, nói về đường, đường Trần Phú là đường không to, đường vừa thôi, đường ngay biển, đường vị trí đắc địa, vị trí chiến lược đó. Nhưng mà ở đường Trần Phú á, nó hơi bị bắt nháo một chút xíu như vậy. Nó đường đi bộ nó không ra đường đi bộ, mà đường đi xe nó không ra đường đi xe. Cái điểm này Trần Phú thua Pattaya. Ở Pattaya nó cũng giống vậy, nhưng mà cái con đường ở bên Pattaya đó là cảnh sát người ta đứng liên tục, người ta bảo vệ du khách băng qua lộ. Cái này là có nha. Còn ở Trần Phú mình tự băng thôi, Trần Phú mình tự băng, thậm chí nó còn chả thèm tới đặt đi bộ, nó băng đâu giữa đường đó. Cái lượng người du lịch nó đi bộ qua lại rất đông, nhưng mà không có một cái gì để bảo vệ người đi bộ. Cái điều này vô tình nhiều khi tạo sự mặn cảm trong khách quốc tế đó các bạn. Đó, trong du phẩm gì đi gặp bà Nga, bà đang đi, bà cứ đi thôi, bà không chú ý, bà đi nhập đi bộ luôn. Gặp ông nội chạy xe xích lô kia nạt ba cái, bà muốn bể tim luôn rồi. Nạt mày, đi giờ mày. Nạt gì đó mày, nạt bà kia bể tim nữa thôi á. Mình nghĩ là cho ông nội, ông đi sai ông nạt sao nữa ông. Đúng không? Cái đường dành cho người đi bộ, nguyên tắc đường dành cho người bộ là xe cộ phải ưu tiên. Đúng không? Chứ không phải là cái chuyện mà ông dành đường của người ta ông nạt lên. Đó, ở Nha Trang nó còn những cái đó thì cũng nói chung là nó cắt đối với các bạn thì bình thường. Đúng không? Có thể đối với các bạn thì bình thường, nhưng mà đối với Duy á, bao giờ cũng kỳ vọng hết. Đúng không? Nha Trang là của mình mà. Đúng không? Quốc tịch Việt Nam mà, Nha Trang là của mình. Ghét nào so Nha Trang với thành phố khác lắm, hiểu không? Nhưng mà mình thua cái đó mình có phục nó không? Không phục bạn ơi. Sao phục được? Mấy cái đó cái chuyện đó chuyện nhỏ, chỉ cần lắp cái cột đèn giao thông ngay chỗ cái bạch đi bộ. Khi mà du khách nó muốn qua đứng xếp hàng, nó nhấn một cái cục một cái, đèn nó chuyển thành đỏ, chặn thằng kia không cho đi, rồi đèn xanh nó đi hết nguyên đám đó, xong rồi cái xe chạy. Cách đó thì cũng được mà hơi chuối. Đó. Cách đó bên Nhật nó làm nhiều bạn, nhưng mà Nhật tự động. Bên Singapore nó nhấn. Thành phố Nhật nó thật bạn, nó đi còn ghê hơn của Nha Trang nhiều nha. Nhưng mà bên đó là dân rất ý thức. Dân rất ý thức. Nó thiệt á, Duy đi Nhật mà Duy cảm động cũng lẽ lợi hung tài xế cái bạn. Có hổm thở Duy á, mới đi tới dạch đi bộ đây đúng không? Thằng quỷ tài xế gì nó chạy xe gì không biết nữa. Nói chung là Toyota cốc gì đó không biết. Nó đang chạy toan tới đây, mà cái dạch đi bộ đây. Duy đang đứng trên vỉa hè. Thằng đó nó nhìn nó cũng biết như Duy có cái cảm giác là ừ Duy sẽ qua đường. Nó thắng cái két của nó chờ luôn bạn. Nó mới gentleman vậy thôi chứ đâu muốn gì nữa. Nó thắng cái két của nó chờ luôn để mình đi qua đường. Xin lỗi Việt Nam mấy chừng nào cũng được như vậy. Còn không á thì thành phố Nha Trang nên làm cầu vượt đi ta, sao không làm ta. Cái chỗ này đợi các bạn Nha Trang giải thích nha. Tại nhiều khi ngoài đó thì quy hoạch cảnh quan cao quá hay là chưa kinh phí làm gì đó dưỡng biết. Nhưng mà chưa nghĩ ủa tại sao không làm cầu vượt, đúng không? Tại sao không làm cầu vượt đi qua để vấn đề đi bộ nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều.
Rồi thêm cái nữa, nếu mà cái này cái nói gì nó cũng mang tính chất là gọi là nó hơi khó, hơi khó tính. Tức là ủa khách sạn 5 sao không có chỗ để xe. Đúng không? Không tiện nói tên nha, nhưng mà khách sạn 5 sao có cái để xe ngoài đường á. Chắc tại là khách sạn nó đánh vô cái tầng lớp mà du khách làm tới đi xe hơi, phải xe hơi mà lái xe 50 chỗ á. Xong rồi tài xế ngủ đâu đó không biết nữa, thả khách vô. Xong rồi đi. Đó, nên cái vấn đề khách sạn của Nha Trang thì nó đã sang, mình phải thừa nhận nó sang. Nhưng mà nó thiếu một cái gì đó để nó chạm tới cái sự đẳng cấp. Đẳng cấp mà đẳng cấp như Đà Nẵng á. Wow. Đây mượn Đà Nẵng á nha, không phải là nói Đà Nẵng hơn Nha Trang nha. Nhưng mà mượn Đà Nẵng. Đó, mượn Đà Nẵng. Nên nó thật, cái du lịch của Nha Trang rất thành công. Biển Nha Trang thì ok cũng đẹp. Nhưng mà ở khách sạn nó còn thiếu một cái chút xíu gì đó để nó chạm tới một cái sự đẳng cấp cao. Đi 5 sao bất nhẹ hết rồi chứ giờ có nào hơn 5 sao đâu. Có cái Amano Ninh Thuận thôi, 100 triệu một đêm ba. Nghe ớn không? Khách sạn 100 triệu một đêm vô đó làm gì? À, như nói với bạn nãy, con đường Trần Phú á, là đường huyết mạch. Trời ơi, nó kẹt kinh khủng. Xe chạy tới, chạy lui, chạy xuôi, chạy ngược. Chạy tới, chạy lui, chạy xuôi, chạy ngược. Nhưng mà nói tóm lại như vậy, ba hỏi là Duy Nguyễn có yêu Nha Trang không? Quê hương mình yêu mà. Có đi Nha Trang nữa không? Đi sống đi. Nhưng mà giờ đi Nha Trang á, thì phải đi chắc đi máy bay các bạn. 10 tiếng quá đuối nha. Chắc đi máy bay, đằng sau gì đi, có đi gì đi máy bay. Máy bay Cam Ranh, máy bay từ tên sân bay Tân Nhất đi ra Cam Ranh. Từ Cam Ranh đi xe taxi vô thành phố xong đi bộ. Đó, Nha Trang chơi được. Tại vì đối với một người du khách như Duy á, đâu có gì đâu, còn phải trải nghiệm, đúng không? Mình đi chứ là mình đổi không khí, mình đổi gió. Xong mình đặt cái resort ngoài đó, mình ra đó mình phơi nắng thôi. Đổi cảm giác biển, mình muốn nghe tiếng sóng đại dương nó rì rào lỗ tai, đúng không? Đó, xong rồi kêu hải sản ra ngồi ăn trên bãi biển này nọ. Cuộc sống nó vậy thôi được rồi. Nên Nha Trang hỏi có ghé không? Chắc ghé nữa nha. Nhưng mà hên xui à, trụ nhiều quá giống ghé đâu, sự luôn á. Nhưng mà ở Nha Trang á, Duy vẫn kỳ vọng á là có một cái gì đó nó đột biến hơn. Nó còn vẫn có gì đó nó hơi vội vội vàng vàng mà hơi chập giật một chút xíu. Bây giờ mình nói tiếp tới những cái sự phát triển của Nha Trang mà Duy có thể nhìn thấy. Tức là Duy ra ngoài đó, Duy từng nói bạn câu gì? Cái thành phố nào đó mà cần cẩu nhiều đó, đó là thành phố đẳng cấp. Tại vì Nha Trang nó có cần cẩu không? Có chứ, nó xây khách sạn nhiều đúng không bạn? Nha Trang khách sạn kinh khủng. Nghe đồn đâu đường Trần Phú mắc lắm, đất của nó toàn là xây dự án không à. Nó có cái sân bay cũ nữa, đang rào lại không biết làm gì đó. Đó. Nên sau này á, Nha Trang nó sẽ quyết tâm trở thành một thành phố du lịch biển VIP nhất Việt Nam, đúng không? Điển hình là festival biển tổ chức ở Nha Trang không? Đó. Nên hôm nay là Duy chưa nói về biển Nha Trang. Tại vì biển Nha Trang cũng nhiều cái để nói lắm, Duy chỉ nói là thành phố Nha Trang thôi. Và cái cách làm du lịch của Nha Trang nó có thành công hay không thành công, nó chuẩn hay không chuẩn. Đó. Nên Duy nghĩ á, ở miền Trung á, có hai chỗ làm du lịch thực sự đẳng cấp, chỉ có Đà Nẵng và Nha Trang thôi. Còn Phan Thiết á, thì đang trở mình, đang phát triển thêm. Đó, vì có những cái yếu tố nó cản trở cái du lịch Phan Thiết, làm cho Phan Thiết nó chưa thật sự là nó nổi tiếng như là Nha Trang hay là Đà Nẵng. Nha Trang là một cái vùng đất nó nhỏ thôi, nhưng mà nó đủ để bạn chơi, nó có nhiều cái để bạn chơi đó, thấy không? Nhưng mà du lịch về biển, Nha Trang là số 1. Về cả quy mô, về cả sự tổ chức và cả một cái hệ thống bảo kê cho du lịch. Nên khi mà phát triển một cái ngành du lịch đâu phải là bạn cứ bãi biển đẹp là bạn làm được đâu. Nó không bao giờ, đừng có nghĩ như vậy. Bạn phát triển du lịch đó là cái thành phố của bạn nó có liệu, nó có bảo kê được cho cái sự du lịch hay không. Thành phố bạn nó đủ mạnh, nó cung ứng dịch vụ, đúng không? Đâu phải là giờ người ta ra Nha Trang, người ta sáng vô khách sạn, tối ra biển. Người ta phải đi vòng vòng chơi này chơi nọ thì thành phố có gì để chơi. Nó có nhiều giống như Hồ Tràm thì bạn chỉ có một cái, bạn vô resort, bạn ngủ xong bạn về thôi. Đó là sự khác biệt. Hồ Tràm cũng phát triển du lịch biển đó. Nha Trang cũng phát triển du lịch biển, nhưng mà Hồ Tràm là cái mô hình nó khác đó. Nó không có một cái thành phố để nó bảo kê, mà nó chỉ là cái xã thôi. Còn Nha Trang nó có thành phố Nha Trang, nó cung ứng dịch vụ, cung ứng này nọ kia cho các bạn có thể du lịch phượt hay là du lịch nghỉ dưỡng hay thám hiểm tìm hiểu gì đó. Nó rất là ok đó. Nên ở Việt Nam của chúng ta, từ Bắc vào Nam thì thấy Nha Trang, vì đi thấy Nha Trang làm du lịch biển là ok nhất nha. Tất nhiên theo cái cảm nhận của cá nhân, đúng không, Duy đi Pattaya nó không bằng Nha Trang của mình, nó không bằng được. Nhưng mà Duy quê nhất á, là Pattaya nó đông hơn, nó nườm nượp luôn.
Cái đó là do cái cách làm du lịch. Làm du lịch đó là từ cơ quan nhà nước, từ công ty lữ hành cho tới nhà hàng, khách sạn, sân bay, bến đổ, tùm lum hết. Chứ không phải làm du lịch là chỉ đơn thuần ở địa phương. Vậy để ví dụ giờ muốn Nha Trang phát triển dễ ẹt gì, ví dụ thôi, mở đường bay thẳng từ Cam Ranh đó, mở đi qua đâu Hàn Quốc, đi qua Nhật, đi qua chỗ nào người Việt đâu, chỗ nào tụi nó chơi nhiều, qua Trung Quốc, đúng không? Giảm giá tụi nó, bay bay qua đây, dẫn vô đây, cụp bào. À, cái đó là Thái Lan làm vậy á. Biển Nha Trang mình đẹp hơn và dài hơn biển Pattaya nha. Nhà hàng mình, khách sạn mình sang hơn Pattaya. Pattaya chỉ có mấy cái khách sạn cũ kỹ 3 sao ở chán muốn chết. Còn Nha Trang hả, vừa có đảo, vừa có biển, đúng không? Vừa có khách sạn sang à, thành phố nó cũng mới nữa, hiện đại. Hiện đại nhưng mà nó nhỏ nha. Nó trước rồi đó, không tối ngày ông nội vô rồi so sánh với Sài Gòn không chết luôn á. Nghe không? Đừng có so Sài Gòn nữa, tha cho Sài Gòn đi nha. Rồi, nói vụ vào quảng cáo cho Nha Trang nè. Mặt được cũng có, mặt chưa được cũng có. Mà mặt chưa được thì chúng ta sẽ sửa được, đúng không? Rồi à, bây giờ nó tóm lại, các bạn ở trên toàn nước nước Việt Nam này, hãy quảng cáo cho Nha Trang đi. Nó thật sự hãy quảng cáo cho Nha Trang. Nếu mà các bạn chưa một lần đến Nha Trang thì hãy đến Nha Trang đó. Duy Nguyễn kêu gọi các bạn đến Nha Trang đó. Đến Nha Trang trải nghiệm du lịch. Tại vì đi Nha Trang hết nhiêu tiền? Đi đại đi, 5 triệu thôi. Đừng nói 5 triệu chơi ngày che mắt nha ba. Đi đi nghe Duy. Đi ngày thường á, đi với bồ đúng không? Đi bắt xe Phương Trang, chạy thẳng ra Nha Trang, đặt khách sạn, đặt trên booking á. Còn sinh viên thì đừng đú 5 sao, đú 4 sao thôi. Phòng 3 triệu là bồng tắm, hai đứa tắm chung luôn nha. Phòng 3 triệu, ăn 1,5 triệu. Ăn 1,5 triệu được rồi. Đó, tiền xe đi lại 500, 5 triệu dằn túi thêm 1 triệu nữa chắc cứu. Vậy là mình trải nghiệm được du lịch biển Nha Trang. Đó là đi tự túc á, đi tự túc nha. Tại vì giờ nói chung mà đâu biết bạn đâu, đúng không? Ở xa quá thì đi xe hoặc đi máy bay thôi, chứ giờ chạy xe máy từ đây ra Nha Trang chạy sao nổi. Đó, còn không á thì đi gia đình hay hơn, mướn resort. Hãy ráng học giỏi đi. Ừ, cha mẹ cuối năm tổ chức tiền cho mừng học giỏi đó, tổ chức đi ra Nha Trang. Như đó nói rồi, biển Nha Trang nó làm du lịch là số 1 rồi. Bạn ở Nha Trang muốn trải nghiệm hết chắc phải 4 ngày. Wow. 4 ngày. Duy đi ở 3 ngày mà Duy chưa thấy chán. Tại Duy không có thời gian. Rồi kỳ đó Duy đi mười mấy ngày rồi, 10 ngày rồi. Đi cũng khổ lắm mà. Nhưng mà chơi nó vui. Phải không? Khi mình đi du lịch mình đừng có ham ở khách sạn nhiều quá. Khách sạn để ngủ thôi. Ra đường chơi bời cho nó vui vẻ. Còn thành phố Nha Trang thì nó cũng nhỏ như một chỗ thành phố Hồ Chí Minh thôi. Ăn uống thoải mái, ăn gì cũng được hết, ăn cơm tấm hủ tiếu, bánh chả cá hay là bún hay là gì có hết. Hải sản cũng có nữa, hải sản cũng có loại rẻ loại mắc. Đó, tùy lựa. Thấy không? Thấy màn hay lắm mấy bạn. Ở ngoài Nha Trang nha, mấy gánh hàng rong nó bán tôm hùm. Chỉ có Nha Trang thôi, Đà Nẵng chả thấy. Mấy gánh hàng rong bán tôm hùm mà thấy cũng rẻ nữa, mà không biết thấy ghê mới dám ăn hay không đó, gì không biết nha. Chứ chưa ăn. Chứ thấy tôm hùm như đâu mà để xúc lớp nhìn kinh trời. Đó. Nha Trang là hàng rong là bán tôm hùm. Mà Nha Trang nó hiện đại mà. Nó hiện đại thích gần chỗ nó có chỗ cái máy rút nước tự động. Đà Nẵng chưa thấy nha. Thật sự cái đó rất là quan trọng. Khi bạn đi Nhật á, bạn sẽ thấy thằng Nhật nó rất mạnh ở cái điểm này. Hầu như cái máy rút nước tự động nó nằm lên khên luôn, đâu không có đó. Nó nhiều gấp 3, gấp 4 lần ATM á. Bỏ đồng xu vô 10 ngàn rút ra cho nước. Mà nghe đồn cái máy này bỏ 20 nó không thối bạn. Máy này bỏ 20 rút 2 chai không, nó không thối. Còn máy Nhật nó thối, thôi cãi bà đó, cái máy này lập trình thôi. Nhưng mà có đỡ không bạn? Có nhưng mà nó có 1 cái 2 cái rồi nha, chứ không có nhiều nha. Nên cái việc mà cái này cũng hay nè, nhân rộng lên. Tại vì người ta thật sự bạn du khách nước ngoài qua đây á, thì nhiều khi nó nói một là tiếng của nó, hai là nhìn vô cái hiệu nó sống thôi, đúng không? Bây giờ nó nhìn vô cái hiệu thấy cái máy rút thì nó biết, bỏ tiền vô lấy nước thì đâu sao đâu. Còn mình không có nước nó bỏ vô nó mua, gặp bà kia nói tùm lum tùm la, xui xui gặp mấy cái bà bán hàng chặt chém du khách đi, mất mặt chết đi được á. Nghe không? Cứ nói thôi thằng này nước ngoài chém nó đi, cứ vậy không à. Chém người ta quá, người ta dị ứng lắm bạn. Cái hay á là bạn kêu gọi, bạn thu hút người ta đến với Nha Trang, thu hút người ta đến với địa phương của mình, chứ không phải là mình đuổi khách. Làm ăn đuổi khách là chết nha các bạn. Đó, nên mình làm dịch vụ, mình bào tiền người ta đó, thì cái gì cũng phải vậy thôi. Người ta đến với mình là ok, mà người ta đến càng đông càng ok. Đó, chỉ có như vậy á thì du lịch của Nha Trang nó riêng
và du lịch của Việt Nam mới phát triển được. Đi đến Nha Trang chơi đi, Nha Trang được, Nha Trang được nha. Rồi sắp tới rồi Quy Nhơn, Quy Nhũng gì đó, nó nói sao? Tất nhiên bạn mình Duy Nguyễn nói rồi, Duy Nguyễn không có tự hào cái biển nào đẹp hơn biển nào, đúng không? Cái quan điểm Duy Nguyễn nó là vậy đó bạn. Bạn đừng bao giờ tự hào chỗ bạn đẹp, đúng không? Đừng có tự hào chỗ bạn đẹp mà bạn hỏi tại sao chỗ bạn đẹp mà chỗ bạn vẫn nghèo, đúng không? Tôi cần tiền, tôi cần đẹp không ơi. Nên các bạn cứ cái tư duy, ừ anh ơi chỗ này đẹp nè, chỗ này đẹp, ủa chỗ mà đẹp. Nhiều khi mình nói nó giận bạn luôn các bạn. Trời đất ơi, làm du lịch không có nổi sân bay nữa, sao thu hút? Bãi biển nào mà chả đẹp, miễn nó sạch là đẹp rồi. Nhưng mà cái bãi biển đẹp đó liệu có kiếm tiền được hay không? Nó du lịch là gì? Là một cái ngành công nghiệp không khói. Cái ngành công nghiệp nó rất ư là thơm và hiệu quả mà các nước trên thế giới nó đều phải làm. Nó, bạn biết dân Nhật không? Ngày xưa nó rất là chảnh. Dân Nhật không có cửa mà tao phải cho mày qua nước tao đâu con. Wow. Đúng không? Nhưng mà giờ nó đói quá rồi. Từ năm 90 tới giờ nó sụm rồi đó, kinh tế nó đi rồi. Nên bây giờ tôi thiệt bạn xin visa Nhật á, nó dễ như kẹo vậy đó. Đúng không? Xin visa Nhật nó đông tới cái độ mà tàu Việt Nam qua muốn mua hết nước Nhật luôn. Mà Nhật nó cũng quạo chứ. Mà thôi giờ chén cơm manh áo, đúng không? Nó không rắn được. Tại vì cái ngành du lịch là ngành quá giàu rồi, đúng không? Bạn biết là người Việt Nam mình bỏ tiền đi nước ngoài rất nhiều. Nếu mà du lịch Việt Nam làm dở có phải là mình dở không? Đúng không các bạn? Cái vấn đề là bức xúc chứ. Thằng kia nó bỏ đi nước ngoài 200 triệu tức chết luôn hả? Nha Trang nó không đi thì quảng cáo cho nó đi đi ba. Thí dụ giờ Nha Trang có chỗ nào chưa được mình im đi, mình nói cái chỗ được được thôi dụ nó. Nhất là mấy bạn Nha Trang, mấy bạn cần phải hiếu khách, các bạn cần phải chiều khách để các bạn bào tiền khách. Bỏ tiền qua đi Pattaya cái nồi kìa, đi qua Pattaya toàn cầm Việt Nam không à. Bởm đó, ở Pattaya livestream mở nhạc để nó hát nhạc Việt Nam luôn mới ghê chứ. Không có dân gì đâu mà dân Việt Nam qua bên Pattaya làm du lịch luôn. Thằng Singapore cũng vậy, đúng không? Nói thiệt cho bạn phải Singapore tại nó trong Đông Nam Á nên nó miễn visa cho Việt Nam thôi chứ. Thằng Singapore vô đâu phải dễ đâu. Nhưng mà nó vẫn phải làm du lịch, tại du lịch là công nghiệp kiếm ra rất là nhiều tiền, nó phải làm. Đúng không? Việt Nam mình thua du lịch thằng Singapore nè, thua thằng Malaysia nè, thua thằng Thái Lan nè. Không biết có thua Indonesia không, chưa cập nhật số liệu chứ. Nhật Bản ngày xưa kêu hãnh tới cỡ nào, giờ phải làm du lịch. Đúng không? Chảnh như Trung Quốc không được. Thằng Trung Quốc thằng đi du lịch khắp thế giới, nó đi xâm chiếm bằng du lịch á. Xâm chiếm là mình nói giỡn, chứ phải đi chiếm thiệt nha ba. Tức là dân Trung Quốc bây giờ đi du lịch kinh khủng lắm. Nó bằng ra Nha Trang mà gặp nó gì lạ, bằng ra Hạ Long mà gặp nó gì lạ, đi theo đoàn không à. Đúng không? Nhưng mà mình càng gặp nó mình phải vụ đó. Mày mua quạt đi, mua quạt mua thêm ly nước đi, ly nước thêm trái kem đi. Tao bán kem dừa ngon lắm nè, thôi mua về tặng mẹ đi, học tiếng Trung luôn. Cái việc về Việt Nam mình đang thiếu á, là mới làm lịch, là du lịch là bào tiền không có nhiều. Thằng Thái Lan nó bào hay hơn. Tôi lấy ví dụ, Việt Nam khách nước ngoài qua Việt Nam lưu trú 100 đô, nhưng mà Thái Lan có thể là 300. Đó, thấy không? Cũng là một ngày thôi, bào tới 300, mình bào được có 100. Nhưng mà nhiều khi mình nước ngoài nó feedback là mình, nó nói, Việt Nam chặt chém có không? Có chứ không có đâu. Thấy vừa 35 là thấy cũng hơi chặt chặt rồi đó. Nhưng mà tại mình không quan tâm thôi. Nhưng mà nước ngoài nó quan tâm bạn, nên nó hỏi giá. Bữa hôm gặp nhỏ kia người Tây không biết người gì á, vô hỏi how much. Bà này có phán cho 35 ngàn, lắc đầu đi luôn mà. Chắc nó nghĩ mình chém á. Chắc nó biết á. Chắc nó đi đâu cái quyện nào nó mua trái dừa cũng 15 ngàn hay gì á. Giờ nói 35 mình nói mình chém. Thật sự vậy thì cũng nên. Mình được lời hơn chút đỉnh, nhưng mà mình đổi lại là mình người ta nghĩ ngợi mình nó không được đẹp. Mình thua nước ngoài chỗ đó đó bạn. Thái Lan nó hơn mình, Nhật Bản nó cũng hơn mình luôn. Giá là giá không có chém. Ví dụ như bạn ở bên Nhật Bản vô đi nha, chai nước suối là 100 yên. Thì mày cứ 100 yên thôi. Cái loại khác là 120. Chứ không bao giờ thấy chứ không có thấy là chai nước suối này chỗ này bán 120, chỗ kia bán 150, không có. Mày năm sau mày ngoài đường gì mày cũng vậy thôi à. Nó bán vậy đó. Còn Việt Nam mình nó hơi khác chút đỉnh. Nên vấn đề này thôi. Nói vậy thôi chứ sao mình thay đổi được. Tin rất đáng mừng nè, lễ vừa rồi Nha Trang thất thủ, vậy được rồi đó, làm được làm vậy. Người ta đến với mình đông, nhưng mà liệu người ta có dám xài tiền của cái đất mình hay không mới là vấn đề. Tiết lộ thêm một cái vấn đề của ngày mai, các bạn cho rất là may gặp mấy Hàn Quốc chưa chắc ngon thạo, chưa chắc đâu, đúng không? Nhiều khi nói chung của người này người kia, khi mà người ta cảm thấy dịch vụ ok, người ta bỏ đồng tiền rất là sung. Còn hàng Hàn Quốc mà không ra ngoài đảo nó ngồi, nó đáng lẽ tới cơm trưa thì nó pha cơm, nó ngồi nó nói chuyện với nhau, uống nước, nó giỡn không à, nó mua đồ ăn luôn.
Hàn Quốc làm gì nghèo đúng không? Chứ nó nổi đâu, người ta nhiều khi sao á. Không nhận mấy ngon Hàn Quốc đẹp á. Thiệt. Bữa qua đảo đi, rồi Di sẽ ngày mai Di sẽ làm cái vlog về biển đảo nha. Thật sự nếu mà nói về du lịch biển, không có là tắm biển, mà nói về sự hoành tráng trên biển, cái đó là cái mà để nói, cái đó là cái để phân tích. Còn ngày hôm nay thì chỉ nói sơ về Nha Trang, về cái hạ tầng của Nha Trang nó có đáp ứng được cho một cái du lịch hay không. Đó. Nha Trang có sân bay ok, đường ra Nha Trang tương đối ok nha, nhưng mà đường từ Sài Gòn ra Nha Trang hơi đuối nha. Đó, đường Nha Trang thì cũng như Sài Gòn mà 5 giờ chiều, nó cũng kẹt vậy đó, đường nó nhỏ. Tới mùa mưa mới ngập không hiểu biết, tại đi mùa đó chưa mưa. Đó. Bãi biển thì đẹp, có công viên này nọ, có sân khấu ngoài trời vui lắm bạn. Nhưng mà sân khấu đó làm kẹt xe nha. Cái sân khấu ngoài trời làm kẹt xe là nằm trên đường Trần Phú á, khúc ngay khách sạn như luôn. Duy ở hai khách sạn, một cái khách sạn trung tâm view rất đẹp, cái khách sạn kia xích bên kia cũng rất đẹp. Trời ơi, ta lựa mãi mới được. Bởi vì đi du lịch á, quan trọng mình lựa được khách sạn, lựa chứ không mình không lựa trước á thì mình mất phòng. Tại vì mấy ngày lễ nó khó nói lắm. Nhớ nha, tiếp tục ra những video về Nha Trang, về Wimbledon đó, thì các bạn hãy trải nghiệm Nha Trang, cạnh tranh KS du lịch biển với các nước thế giới. Việt Nam mình có một Nha Trang thì cùng nhau chung sức phấn đấu giúp đỡ để cho Nha Trang có thể cạnh tranh với những thành phố biển khác trong khu vực để thu hút du khách. Mình có thu hút du lịch không là do từng người chúng ta đó. Vì một Việt Nam trung thịnh, vì một Nha Trang phát triển và thịnh vượng, chúng ta hãy chung sức chung lòng. Nói chung là nhỏ xỏ bên kia kêu tới Nha Trang đi. Mỗi người chúng ta phải là một đại sứ du lịch nha. Nhưng mà mình đại sứ du lịch mình khổ lắm á. Cái chỗ nào ngon hãy giới thiệu nha ba. Còn cái chỗ nào mà nó vừa mang xui đi, thôi từ đi. Tại vì mình giới thiệu người ta lỡ mà sai một cái là nó sợ, làm sao nó ghét rồi đó. Thôi bye bye nha, đi tập nha ba.